Nhưng mà bữa giờ á, sao tôi thấy chị Hân với anh Phú kiểu không gặp nhau thường luôn á. Bà mà còn anh... nói nữa tôi quýnh bà luôn á. Thôi, bà ơi, bà biết chị Hân bị gì không? Bà đã nói, thấy chưa? Làm gì mà tôi không biết. Mà tại tôi không thích nói chuyện với bà thôi. Mới sáng sớm mà. Xin lỗi bà, tôi qua đây không phải là để kiếm chuyện với bà. Tôi qua đây là tôi có những cái câu chuyện nó gấp rút và nó cần thiết. Nói lẹ lên. Được rồi, tôi nghiêm chỉnh với bà đây. Tôi muốn hỏi bà là cái khoảng thời gian gần đây tôi đang muốn tìm một người, mà người đó tôi tìm hoài tôi không thấy. Ai? Cái người mà tôi cần tìm đó chính là chú Ba. Bây giờ chú nhìn con đi. Mặc dù chỉ là một con bé diễn viên cỏn con đi tối hè, nhưng mà nhìn con đi. Một phong thái đỉnh đạt, một phong thái của một bà doanh nhân. Con trưởng thành, con mặn mà hơn. Còn chú kìa, càng lớn thì càng xì tim. Em có một cuộc gấp quan trọng. Alo, tôi Hoàng Nghĩa xin nghe. Sao? Có chuyện như vậy sao? Có chuyện chú. Không cố được nữa à? Chết rồi chú ơi, người nhà. Bình tĩnh Yên ơi. Tôi hiểu rồi. Từ từ, có gì từ từ. Yên ơi đừng khóc. Yên ơi, không sao hết trơn á. Chuyện gì? Nói nghe coi. Xong chết có số mà Yên ơi. Căn hộ 405 vừa gọi cho em. Ủa là chuyện căn hộ 405 hả? Vậy là căn hộ đó có người chết không? Chủ nhà 405. Trời. Qua đời. Chủ nhà 405 bị cái gì? Bị gì? Nói với em phàn nàn với em là... vệ sinh, mất vệ sinh quá. Bây giờ em phải lên trên đó, em thì Liên Ngọc phải lên trên đó giải quyết. Tiếng ca rộn vang chào mừng một ngày mới đã vừa sang, hát vang la 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 la, là một khúc ca cho mỗi nhà.